Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, từ đêm qua, bão số 3 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h, cường độ tiếp tục yếu dần. Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến trưa thì tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Tây Nam Quảng Đông Trung Quốc, cường độ bão giảm còn cấp 12 giờ cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong ngày hôm nay, ở khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió bão mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ngoài ra, ở khu vực phía nam, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu, vẫn có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển, bão số 3 cũng là tác nhân gây thời tiết xấu trên khu vực đất liền các tỉnh thành ở phía Nam. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó, thì ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng, cũng như là khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, có nơi lượng mưa trên 120mm. Còn đối với khu vực các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và cả khu vực miền Tây Nam Bộ cũng có mưa rào và dông nhưng mà lượng mưa ít hơn. Cục bộ có mưa to, có nơi lượng mưa trên 80mm. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày nên bà con cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Mưa tiếp tục mang đến cho các tỉnh thành phía Nam thời tiết mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt ở Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, ở Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Trường gió Tây Nam cũng mang mưa đến cho khu vực từ Bình Thuận trở ra đến Bình Định, nhưng mưa muộn chủ yếu tập trung về chiều tối. Diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Còn ban ngày thì khu vực này có nắng gián đoạn, cục bộ có mưa, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Với khu vực từ Quảng Ngãi trở ra tới Quảng Trị, trong ngày thì trời cũng có nắng gián đoạn. Về chiều tối thì có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 đến 33 độ. Khu vực có nắng nhiều và cường độ mạnh nhất trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ kèm theo đó là độ ẩm trong không khí thấp, nhất là thời điểm trưa và đầu giờ chiều, nhiều nơi độ ẩm chỉ dưới 45%. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. Thank you.